Nokia J22 là một smartphone giá rẻ của Nokia với khả năng tự sửa chữa tại nhà cho một số bộ phận như pin, màn hình và cổng sạc. Sản phẩm được làm từ nhựa tái chế và thiết kế màn hình và nắp lưng liên kết với nhau dạng khớp giúp tháo lắp dễ dàng. Các linh kiện được gắn bằng vít tiêu chuẩn và có thể mở bằng tua vít thông dụng. Về cấu hình, máy có màn hình 6,53 inch, sử dụng chip Unisoc T606, RAM 4GB, bộ nhớ 64 hoặc 128GB, camera 50MP và pin 5050mAh. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 12, được cập nhật bảo mật hàng tháng trong 3 năm và 2 lần nâng cấp phiên bản Android chính. Honor X8A là một mẫu smartphone của Honor trở lại thị trường Việt Nam. Máy có cụm camera vuông theo phong cách của iPhone nhưng được bố trí đối xứng. Điểm nổi bật của sản phẩm là camera 100MP, cao nhất trong tầm giá, gấp đôi so với các đối thủ từ Xiaomi, Realme, Samsung hay Oppo. Honor X8A trang bị màn hình IPS kích thước 6,7 inch, độ phân giải cao và sử dụng chip hiệu năng cao để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Sự trở lại của Honor trên thị trường Việt Nam hứa hẹn mang đến sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng trong phân khúc giá rẻ. X8A là mẫu smartphone mới của Honor, đánh dấu sự trở lại của hãng tại thị trường Việt Nam. Máy được thiết kế với cụm camera vuông theo phong cách của iPhone nhưng bố trí đối xứng. Điểm nổi bật của sản phẩm là camera 100MP, cao nhất trong tầm giá, gấp đôi so với mức phổ biến 50MP của các đối thủ như Xiaomi, Realme, Samsung và Oppo. X8A trang bị màn hình IPS kích thước 6,7 inch, độ phân giải Full HD cộng và tần số làm tươi 120Hz. Về cấu hình, máy tương đương với Xiaomi Redmi 12 với chip Helio J818, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Pin của X8A có dung lượng 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh 22,5W. Galaxy A14 5G là một sản phẩm của Samsung với thiết kế được thừa hưởng từ dòng S23 cao cấp. Máy có mặt lưng tối giản với 3 camera lồi và nằm riêng biệt phía sau. Tuy nhiên, vỏ của máy là nhựa với vân nổi và màn hình trước có viền dày ở cả 4 cạnh. Galaxy A14 5G sử dụng màn hình 6,6 inch độ phân giải Full HD cộng và dùng chip Dimensity 700, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Máy có 3 camera sau với camera chính 50MP và 2 camera phụ để chụp macro và góc siêu rộng. Pin của Galaxy A14 5G có dung lượng 5000mAh. Redmi 12 là mẫu smartphone mới nhất của Xiaomi, có thiết kế vuông vắn với mặt lưng kính. Cụm camera được thiết kế tách rời, giống với điện thoại Samsung nhưng cách bố trí giống iPhone Pro. Máy cũng hỗ trợ chống nước nhẹ. Sản phẩm trang bị màn hình đục lỗ kích thước 6,79 inch, độ phân giải Full HD cộng và tần số quét 90Hz. Cụm 3 camera sau của máy có camera chính 50MP, Redmi 12 sử dụng chip Helio J818, RAM 4GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong 128GB, máy có pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 18W. Oppo A57 cũng là một mẫu smartphone giá rẻ có thiết kế vuông vắn với mặt lưng chuyển màu theo góc nhìn. Sản phẩm sử dụng màn hình IPS 6,56 inch độ phân giải HD cộng và thiết kế dạng giọt nước. Máy chỉ có 2 ống kính phía sau thay vì 3 như trước, trong đó có camera chính 13MP. Oppo A57 sử dụng chip Helio J35, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W.